cây thông cao gần 20 mét được làm từ cây nứa và bao quanh là nón lá tạo điểm nhấn trước nhà thờ giáo xứ Bố Sơn. Tối 23 tháng 12, nhiều bà con công giáo và ngoại đạo đã đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây thông Noel trong khuôn viên nhà thờ Bố Sơn, giáo hạt xã Đoài, giáo phận Vinh ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Cây thông cao gần 20 mét có 3 tầng trên một cột thép vững chắc được làm từ hàng trăm cây nứa. Những chiếc nón lá được trang trí xung quanh cùng với đèn LED và dây kim tuyến. Đây là cây thông Noel do anh Lê Văn Hoàng, trưởng ban giới trẻ giáo xứ Bố Sơn, thiết kế và được các bạn trẻ thực hiện trong vòng 1 tháng. Trong một lần đi thiện nguyện ở vùng cao, thấy người dân chặt nứa về làm ra nhiều vật dụng, tôi nảy ý tưởng làm một cây thông Noel từ nứa, anh Hoàng chia sẻ. Linh mục Mikae Trần Văn Dâng, quản xứ Bố Sơn, nói Noel là đại lễ của người công giáo, bà con giáo dân rất mong chờ nên việc trang trí nhà cửa cây thông giúp mọi người đón Giáng sinh tươi vui hơn. Ngoài cây thông Noel, năm nay giáo xứ Bố Sơn cũng trang trí thêm chuỗi tràng hạt mân côi kết bằng 50 nón lá, nằm phía trên hang đá nơi có tiểu cảnh Chúa Giê-xu hài đồng. Giáo xứ Bố Sơn có khoảng 3.000 giáo dân, cách thành phố Vinh khoảng 12 km về phía đông nam. Bà con trong vùng hầu hết theo đạo công giáo. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé. We wish you a Merry Christmas. We wish